Em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Một hoa hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Tức là ý của em nói cái việc em đẹp nó là chuyện hiển nhiên đúng không? Nó hiển nhiên giống như tại sao anh Nghĩa lại đeo kính màu đỏ vậy đó, đấy. Chương trình của mình á chị, đa phần á là mình cảm nhận là nhiều thôi đúng không chị? Hả? Có khả năng là các anh chị trong đây cũng là sẽ cố tình để đánh lạc hướng của được. Mình. Ủa giờ mới biết hả? Trời, chương trình chắc hết rồi, nhỏ biết. Thấy nè, tôi đề nghị bé Dân lần sau em đi chơi game show, em bới cái đầu cho bớt cao lại. Nhiều khi tóc rồi cài rồi ghim ở trong nó nặng cái đầu, em suy nghĩ nó kỳ quá. Ừ, chắc em tới đi chỉ ta bài sẵn mâm cho em ăn danh nghĩa. Anh Giang, anh hãy bảo vệ em đi anh, mình là một nha mà. Nói đúng quá. Lên đên. Đó. Mà hồi nãy nè, ví dụ đang đi nè, ví dụ đang đi mà có một cái mấy quạt công nghiệp á, đang đi nhẹ nhàng. Ừ. Lỡ người ta bấm cái quạt công nghiệp. Đó, nói vậy đó. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến ta chặt chém mình vậy Giang? Hoa hậu đấu chữ lộn anh. Ngày hôm nay em đến đây ngoài tâm ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu để em chưa ra bài hát mới, tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dây thun nó đứt ra tháo cái mặt nạ cho lên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em như con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều nè, ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như con diều. Trời đất ơi. Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều ơi, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều. Không, bây giờ nghiêm túc lại nè, bây giờ anh hỏi nè, tại sao càng ngày càng đẹp vậy? Hỏi em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Một hoa hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Tức là ý của em nói cái việc em đẹp nó là chuyện hiển nhiên đúng không? Nó hiển nhiên giống như tại sao anh Nghĩa lại đeo kính màu đỏ vậy đó, đấy. Tự nhiên lắm. Tự nhiên cái nhìn con người hoàn toàn khác, mình nói dữ dở, ví dụ như Hương Giang bình thường mình nói chuyện thoải mái vui vẻ, tự nhiên giờ cảm giác giống như đang nói chuyện với một quý bà, một bà hoa hậu đó, mình không dám nói. Nó vừa ghẹo bà cái gì vậy trời, bà là hoa hậu đó. Thôi đi về giùm đi. Ừ. Ủa về đâu anh? Về đâu kệ. Về đâu? Con nhỏ nói nè. Có là Hương Giang idol hay là hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua. Nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em chứ ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, hóa thân. Như thường lệ, vòng hóa thân sẽ là sự xuất hiện của 7 gương mặt. Họ sẽ hóa trang thành những nhân vật khác nhau. Và trong đó sẽ có một người đeo một cái mặt nạ. Đó có thể là một nhân vật bí ẩn, một nhân vật mà chúng ta đã quá quen thuộc, hoặc đôi khi đó không là ai cả, tùy vào cái sự sắp xếp của bà biên tập. 7 nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Cô gái ở vị trí số 1, tay mang một cái nón lá, bởi vì đó là công việc hàng ngày của cô ta. Cô ta chầm nón lá. Chúng ta cùng xem. Nghe cái giọng có vẻ mỏng, cao. Các bạn thấy thế nào? Không, em nghĩ là không phải là làm nón lá rồi. Nhìn là biết là không phải. Đúng không anh Giang? Đúng, chính xác rồi. Mình tinh tế, mình chỉ cần nhìn cái lúc mà đan cái nón lá mà tay không có một vết sẹo, không có một cái vết sứt gì cả mà lại hồng hào như thế. Nhưng mà sao cái giọng bạn này có vẻ hơi giò... hơi nhiều chép nhỉ anh nhỉ? Giọng gió em ơi, giọng gió. Nhưng mà cái giọng này là cái giọng hát dân ca đó, trữ tình đó. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ là hay đó. Hát hay. Em có giọng gió là cao là hát dân ca trữ tình hả? Ý là thuận lợi để hát dân ca trữ tình. Anh nhờ,
Piu Piu, anh hát thử một đoạn dân ca chương tình. Ôi. Dòng gió đấy, dòng gió đấy. Dòng gió cao đấy. Không, khó khó, anh mà hát thì chắc là chương trình cắt sâu luôn từ bây giờ đấy. Trời ơi trời, thấy cái tập đoàn dễ sợ chưa? Em chỉ có một thắc mắc thôi. Cái cô này là mạng thổ đúng không? Nhưng mà tại sao lại cầm ổ bánh mì? Đâu, cầm cục đất đây em. Em, qua cho anh Vũ ăn bánh mì đi em. Trong cái clip về làm bả te tua mà ở ngoài này bôi bả đậm lắm. Mà cái dòng bôi đậm lát ra ca cũng đậm lè vậy đó. Em nói Thủy Tiên hả? Ủa? Thủy Tiên này vô người ta da trắng, người ta môi đỏ, người ta như bạch tiết, da trắng như tiết, môi đỏ như mung, cái gì? Tóc đen như mung, môi đỏ như sò. Còn cái bạn này nè, một hồi bá ra ca mới banh nè. Thủy Tiên em thấy sao? Em thấy dở. Cái khẩu hình miệng của bạn mở ra A nó kỳ quá à. Tâm lý á, một người mà hát hay á thì từ nhỏ rất là thích đứng trước gương để hát. Đó là anh hồi nhỏ anh thích đứng trước gương hát không? Gương mà gương trong toilet đàng hoàng nha. Với ca sĩ là A sao? Thủy Tiên vừa A cái công Vinh nhìn thành. Có luôn nha. Không nhưng mà A kỳ quá à. A này không phải ca sĩ đâu. Mà em thấy đúng là chương trình của mình á chị, đa phần á là mình cảm nhận là nhiều thôi đúng không chị? Hả? Có khả năng là các anh chị trong đây cũng là sẽ cố tình để đánh lạc hướng của được. Mình. Ủa giờ mới biết hả? Trời, chương trình chấp hết rồi, con nhỏ biết. Thấy là tôi đề nghị bé Dân lần sau em đi chơi game show, em bới cái đầu cho bớt cao lại. Nhiều khi tóc được cài rồi ghim ở trong nó nặng cái đầu, em suy nghĩ nó kỳ quá. Ừ, chắc em tới đi chị ta bài sẵn mâm cho em ăn với anh Nghĩa. Anh Giang, anh hãy bảo vệ em đi anh, mình là một nhà mà. Nói đúng quá. Anh Giang ơi, anh Giang hát hay đó. Hay hay hát hay đó. Anh còn đi. Anh cho đi. Chị anh nhìn anh vô. Quá. Bây giờ mình qua bàn số 6 nè. Đúng rồi. Trường Giang là muốn chọn cô này rồi đúng không ha? Ừ. Bạn ấy là blogger review về các món ăn. Nghe được âm thanh á mà không rõ mặt lắm thôi. Cái cách đứng rất là tự tin và cái thần thái, cái ánh mắt không có bị chao đảo cái gì, có thể có nghĩa là rất là quen với sân khấu rồi. Ủa, tuy Vũ nhiên ơi, Vũ ơi cười. Khi cười. Mà em vừa mới nói vậy thì cô ta cười, có nghĩa là em nói sai hoàn toàn. Nghe kìa. Không, cô này là mừng nhìn mà nên thành ra phải vừng là đúng rồi. À, không có đâu nha, cho nên nãy kìa Vũ vừa nói xong bé cười. Chết rồi, cha Vũ bị khùng nó vậy. Chính xác luôn. Cái nụ cười em đã quay. Đúng rồi, thôi. Trời ơi, cười nữa kìa. Em ơi, nghĩ về chỗ. Đừng làm vậy. Em đang hay đúng không? Đừng làm vậy với các thí sinh của tôi. Thưa quý vị, hồi nãy khi mà đang chiếu clip Thủy Tiên đâu có clip. Tôi ngồi bên đây mà. Gì vậy? Vlogger rồi mới lại không hát hay được đâu. Hát hay đó. Hay không? Hay. Này để hát Thủy Tiên là ok đúng không? Ừ, đúng rồi, anh còn đi.